Hey, xin chào các bạn. Ở video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm override ở trong CSS, hay các bạn còn gọi là ghi đè đấy, ghi đè giá trị đấy. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể ghi đè được một giá trị của một biến khi mà chúng ta đã sử dụng cái biến đó ở rất nhiều nơi rồi? Đó, thì khi mà chúng ta override nó, thay đổi cái giá trị của nó, liệu nó có ảnh hưởng đến những chỗ mà chúng ta đã sử dụng trước đó hay không? Và chúng ta override nó như thế nào? Thì ở bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu nó. Mình sẽ có một ví dụ như thế này. Đó, thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái danh sách menu như thế này. Thì nó sẽ có hai thẻ UL. Cái thẻ UL thứ nhất sẽ là cái danh sách menu chai, như các bạn nhìn thấy ở đây. Đó, và cái thẻ UL thứ hai nó sẽ nằm trong thẻ LI của thẻ menu chai, chính là của cái UL chai. Đó, ở đây mình sẽ CSS cho nó như sau. Đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái biến CSS cho nó. Giả sử mình để là một cái biến là border right đi, chẳng hạn như vậy. Mình sẽ để là 5 pixel solid và nó có màu là brown. Đó, sau đó mình sẽ quy định cái độ rộng cho cái trang này, body width của nó khoảng 350 pixel thôi. Đó, rồi sau đó mình sẽ định nghĩa đến thẻ UL. Thì các bạn biết là khi mà mình sử dụng thẻ UL như thế này, có nghĩa là nó sẽ tác động lên tất cả những thẻ UL đang có ở trong trang này. Và đây mình sẽ để background cho nó, ví dụ là orange. Đó, sau đó thì mình sẽ để cái border right cho nó. Border right sẽ bằng cái biến ở trên mà chúng ta đã khai báo, chính là border right như thế này. Đó, chúng ta chạy nó lên thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy, mình sẽ để cái độ rộng của nó xuống còn 300, chúng ta sẽ nhìn rõ hơn về cái border. Đó, ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy là cái border line nó sẽ ảnh hưởng đến cả thẻ UL ở bên trong đây và cả thẻ UL ở bên ngoài. Để có thể nhìn rõ hơn thì mình sẽ quy định như thế này: đối với UL ở bên trong UL đây, thì mình sẽ định nghĩa cho nó cái background là một cái màu khác đi, ví dụ như là ở đây mình sẽ để là green alone như thế này, và mình sẽ quy định cái width của nó khoảng 100 pixel thôi. Nó ngắn lại thì các bạn sẽ nhìn thấy nó khác, nó rõ rệt như thế này, được chưa? Thế đây là cái UL ở phía trong và nó cũng đang bị ảnh hưởng bởi cái thuộc tính border right, cái mà chúng ta đang khai báo ở cái UL trên này. Đối với cái việc định nghĩa cho UL, chúng ta đang sử dụng cái biến là border right như thế này. Giả sử bây giờ mình muốn cái thẻ UL con ở bên trong này không có thuộc tính border nữa, có nghĩa là mình loại bỏ nó đi, thì mình sẽ sử dụng như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng bằng cách là ghi đè lại cái giá trị border right kia thành một cái thuộc tính là initial như thế này. Đó, thì ngay lập tức nó sẽ mất đi cái border right cho cái thẻ UL ở bên trong. Và các bạn thấy là khi mà chúng ta viết như thế này là có nghĩa là chúng ta đã định nghĩa lại giá trị cho cái biến border right, nhưng nó không hề ảnh hưởng đến cái giá trị ban đầu của cái biến border right này. Bằng chứng là chúng ta vẫn nhìn thấy cái border của cái UL char ở đây. Đó, và đây chúng ta cũng hoàn toàn có thể định nghĩa cho nó một cái border khác, ví dụ như thế này, border solid, ví dụ mình để cho nó có màu là zero chẳng hạn. Đó, thì lúc này là chúng ta đã đi override lại cái biến border này và nó không ảnh hưởng đến cái giá trị ban đầu và những cái chỗ mà đang sử dụng nó. Đó, thì đây là cách để chúng ta có thể sử dụng override một cái biến trong CSS. Và cái việc override này chúng ta sẽ, nó sẽ chỉ có tác dụng trên chính cái selector mà chúng ta đang sử dụng thôi. Cụ thể là trong cái trường hợp này thì nó đang, cái việc override này nó chỉ có tác dụng đối với cái UL nằm phía bên trong này thôi, còn ở những chỗ khác nó sẽ không bị ảnh hưởng. Đó, ok, video này mình sẽ dừng ở đây. Các bạn hãy thử nó ở trên máy để hiểu hơn về cái override trong CSS. Chúc các bạn học tốt.